Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình quay trở lại huyện Mường La, tỉnh Sơn La và đang trên hành trình đến điểm trường Huế Cò, một ngôi trường mầm non có 25 cháu học sinh sống ở một cái quả núi rất là cao. Và cái con đường để đi tới cái bản làng nơi có cái ngôi trường này cũng rất là gian nan, khó khăn. Sau khi những video về điểm trường Huế Cò được phát sóng thì cũng có rất nhiều những anh chị khán giả của kênh đã gửi tặng cho các con và cô giáo cũng như là dân bản những món quà. Và ngày hôm nay thì mình tới để thay mặt cho cô Dung cũng như là anh Hoàng và rất nhiều những anh chị khác nữa để gửi tặng đến bà con nơi đây cũng như là các em nhỏ những món quà để đón Tết. Đường lên bản Huế Cò thì có một cái đoạn đường nó rất là khó và xấu, đá nó lởm chởm và cô Dung cô cũng muốn là giúp đỡ dân bản ở đây để sửa lại cái đoạn đường đó. Thì để mà sửa được toàn bộ cái quãng đường này thì phải nhờ sự ra tay của địa phương, chứ còn một mình cá nhân cô Dung thì cô chỉ có thể hỗ trợ được một cái đoạn đường ngắn thôi. Thì lát nữa Lử với anh đi qua đó xem là cái đoạn đường đấy như nào nhá. Đoạn đấy là đoạn nguy hiểm nhất và cũng nhiều người ngã ở chỗ đấy. Anh nhiều người ngã hả? Vâng. Em đã ngã ở đấy bao giờ nhỉ? Ôi, nhiều lúc về cũng ngã. Ví dụ mình đi thỉnh thoảng mình về chén rượu thì vào chỗ đấy thì cũng ngã thôi mà. Cái điểm bắt đầu nó là cái thác nước này. Ôi, ngay phía dưới này đường nó rất là xấu. Đá to bằng cái bát con luôn, lởm chởm lởm chởm. Cái đoạn đường này là chị cũng ngã nhiều chưa? Chị ngã nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi. Thực ra đoạn này các chị em phụ nữ ai cũng bảo là không đi được. Ừ. Sợ lắm. Em bảo là sợ. Tại mà vì nó vừa dốc nó lại toàn đá trơn ấy. Dưới này cũng toàn đá cho nên là ngã là cũng sẽ mình cũng sẽ trúng đá đấy. Mà ngã thì rất là nguy hiểm đúng không? Nguy hiểm. Toàn đá là đá. Thì cái này nếu mà được thì Lử hôm nào cứ sẽ đo thử xem nhé. Tổng chiều dài nó là bao nhiêu ấy. Vâng. Xong rồi đây đang cái ý định là cũng muốn đổ, nếu mà được thì cũng đổ như kiểu này thôi. Ừ. Nó đổ kiểu này nhưng mà mình đổ rộng ra một tí. Ừ, rộng thêm ra một chút. Rộng thêm ra một tí xong là đổ từ trên chỗ có mấy anh ngồi trên kia. Ừ. Đấy, đoạn đấy xuống này là nó là cái dốc. Đúng rồi, đoạn này đoạn dốc nhất đúng không? Không là mình đổ đây, ví dụ mình đổ đây mà trên kia nó lại đất thì lốt xe mình là dính đất thì đây này từ hôm chân thôi. Từ hôm có cái bê tông này này chị đỡ sợ này. Đúng rồi. Từ hôm Lử đổ cái này là chị đỡ sợ này. À, đây là mùa... em tự đổ được một chút thế này thế hả? Chỗ dạ. Này hôm mấy hôm trước úi rồi ôi. À. Là tiền túi chị đổ phi xe lên đây nó toàn bay hết đồ của chị ra thôi mà. Đổ được đây. Chỗ này nhìn thấy được hết 3 bao xi rồi. Đúng rồi, mình thấy Lử đổ khoảng được 3-4 mét thì đấy. Ủa, hôm trước chưa đổ cái hòn này không đi được. Nó trơn xong nó như nó xe nó cứ bay bay sang bên này, bay sang bên kia sợ lắm. Ok, thế thì Lử hôm nào Lử cứ đo hết đi xem mà nó dài khoảng bao nhiêu. Vâng. Xong rồi lên một cái chi phí cụ thể xem mà nó sẽ khoảng hết bao nhiêu tiền thì báo lại cho cô Dung nhé. Vâng. Ok. Thế bây giờ thì mình lại tiếp tục đi thôi nhỉ? Vâng. Để em lái xe lên. Em lấy xe lên đi. Quên mất để xe của em ở tít ở dưới. Cái mặt đường này thì đúng là quá khó để di chuyển bằng xe máy. Vì cái đá nó to ấy mọi người. Đá nó to bằng cái bát con ấy. Cái bánh xe nó đè lên nó cũng rất là khó. Đoạn này thì đúng là chị em phụ nữ tay lái khỏe đến mấy cũng sợ. Hôm nay còn rất nhiều những người dân ở đây họ đi chăn bò. Ôi chỗ này nó còn sạt lở nhỉ? Chỗ này là mới sạt đúng không chị? Chỗ này mới sạt đấy. Mới sạt cách đây 2-3 hôm mưa lần vừa tuần trước hay sao? Tuần trước à? Ôi, những cái đoạn này nguy hiểm thật đấy. Thế mà có một cái đoạn đường bê tông nó vừa phải thôi nhỉ? Ừ. Thì mọi người đi lại nó sẽ dễ dàng hơn. Đúng cái đoạn này nó khó nhất. Đây chỗ này chị đi xe bánh xe đằng trước nó cứ nhảy lên ấy. Ừ. Xong rồi đồ của chị toàn bay ra. À. Sợ. Không những mỗi chị đi lại khó khăn đâu mà tất cả những người dân đúng rồi. Trên hôm cái trước chị bản Huế Cò. Chị nhìn thấy họ chở một bao ngô đằng trước, một bao ngô đằng sau mà chị cứ nghĩ ở trong đầu ấy. Chị bảo là không biết là họ có an toàn không. Vâng. Bởi vì
mình đi còn xe không còn thấy lầy nhảy xe. Đúng rồi. Cả một bao ngô đằng trước. Khi mà nhìn trên video thì có thể là không hình dung ra được cái độ dốc, mà ở cái độ dốc thực tế nó rất là dốc ấy. Không có xe tô nào lên lấy ngô khoai sắn ở trên này đâu mà. Ô tô làm sao lên được. Xong họ chở xuống thì cũng thấy không an toàn ấy. Ừ. Sợ lắm. À. Thì cũng mới đang có một cái ý định như vậy. Thì cứ chờ Lử với cả bà con ở đây thử lên một cái kinh phí xem nó đến đâu. Thì có thể là hỗ trợ được thì cô Dung cô sẽ hỗ trợ mọi người. Và bây giờ mình đi tiếp đi nhờ. Tôi không biết là hôm nay dân bản có mổ con gì hay không, mà tôi thấy mua một cái bình rượu rất to, 20 lít rượu rồi. Nghi lắm, có khi lại là dê với lợn gì đấy. Hôm nay mổ gì ấy hả Lử? Nay mổ con dê. Con dê hả? Bao nhiêu tiền? Con dê bao tiền? Vẫn chưa biết đâu, vẫn bảo ông chủ nó cân để xong là bảo nghe nó làm đợi trước. Ờ, thế rồi, hôm nay lại một chú dê xấu số ra đi rồi. Thôi được rồi, bây giờ mình về đi nhỉ, lên đi không các cháu chờ. Đây bây giờ tôi thử ngồi cái đoạn khó nhất xem mà nó như nào. Ui, khi nó đẩy mà mình nhấc cái cả mông lên đấy. Con đường này thì những chú bò lại đi lại rất là đơn giản. Chỉ có những chiếc xe máy thôi thì hơi khó khăn, đi bộ thì vẫn được. Ôi, cái Lử mấy năm thì thay xe máy một lần nhỉ? Ủa, em thì khoảng 2 năm, 3 năm là phải thay rồi. Ừ, chứ xe nào mà nó chịu nổi cái đường này. Bây giờ đi con đường này, nhiều lúc mình vội mình đi nhanh ấy, nó xong ấy. Thì lại đau bụng. Đau bụng à? Chắc là ruột già ruột non nó lớn lộn hết rồi quá. Từ trung tâm xã đến bản thì có hơn 5 cây một tí. Ừ, nhưng mà nếu mà làm thì cả bản sẽ bỏ công ra làm được đúng không? Vâng, đúng rồi. Nói chung là nghề mông thì tôi thấy ở đâu họ cũng có một cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Tôi nghĩ rằng nếu mà làm thì nhanh thôi nhờ. Vâng. Làm vèo chắc vèo, không đến tháng. Một đường đi lại nó an toàn, mùa mưa nó sắp tới nữa nhờ. Đúng rồi, nếu mà làm đường thì bà con ai cũng phấn khởi thôi mà. Ừ. Kiểu họ làm họ được hưởng, họ được đi lại ấy. Ừ. Mỗi lần mà mình đi đến bản Hồi Có ấy, thì đều có một cái cảm xúc khác nhau, vì mỗi lần đi đường nó lại xấu thêm một tí nhở. Đúng rồi, cứ cảm giác như là càng ngày nó càng xuống cấp ấy. Cứ một cơn mưa là nó lại trôi đi một tí thì đá nó lại nhô lên. Đấy. Thế thôi. Ừ. Đây là lần thứ 3 mình quay lại đây rồi mà cứ cảm giác như là cái khó khăn nó cứ kiểu cộng dồn lên ấy. Nhưng mà nói thật là con đường này mà đi ngon thì chắc nhiều người xung phong lên đây dậy lắm. Đúng rồi. Bởi vì họ sợ mỗi con đường thôi mà. Thì sợ mỗi con đường. Còn lên dân quý, dân đấy, yêu. Đấy, dân bọn em thì nói chung là ở trên bản này thì nói chung là... Chị mà không dậy, không ở xa, chị xin dậy luôn ở đây đến lúc nghỉ hưu. Chị chị xung phong đi mà. Ai cũng bảo chị... Ai cũng bảo tuổi. Chị kiên trì, kiên tuổi. Nhẫn. Tuổi trung tuổi rồi mà vẫn xung phong lên đúng không? Thực ra em thương chị Hạnh là chị có tuổi thôi. Có tuổi nhưng mà chị rất cố gắng. Chị cũng bảo là cũng thích sống ở đây. Ở đây nó kiểu như yên tĩnh ấy. Xong là cuộc sống nó không ăn được như ở thành thị ấy. Bảo là thích ở đây. Ở đây thì nó chỉ có hạn chế là cái đi lại thôi. Còn đi lại là khó khăn thôi. Ừ. Còn để nói về môi trường rồi con người rồi mọi thứ thì nó còn rất là tuyệt vời. Ừ. Ồ, chào người đẹp nhá. Không, người đẹp này bị làm sao đấy? Nên là bị kiểu như là thần kinh ấy. Dừng lại anh một tí. Mấy. Em
ra đây tìm hiểu với anh một tí xem nào. Cái chị này bị thần kinh nhá. Ừ, nó không biết xấu hổ, nó cứ cười suốt thế này thôi. À thế à? Tôi gặp một chị đang đi chăn bò à? Đúng không? À chăn trâu à? Chăn trâu. Em ơi. Chắc em thôi nhỉ. Ném đá con bò. À, tôi nhớ nhục bây giờ. Đây là cũng người ở bản mình à? Vâng, người ở bản mình. Ồ. Là cứ cười thôi. Ồ. Không có gì, anh chỉ hỏi thăm tí thôi. À. Xin chào nhá. Lắm ơn chú tí xì. Ừ. Bạn này hoàn cảnh gia đình như nào? Đây là cũng có bố mẹ nhưng mà có ba đứa em của nó nữa, nhưng mà họ không biết sao, chẳng biết từ nhỏ là nó bị thế rồi. À mỗi bạn này bị như vậy. Vâng, mấy bạn này bị thế thôi. À nhưng mà vẫn biết đi chăn trâu nhỉ. Đúng tròn 16 tuổi rồi đấy. Ồ, nhưng mà vẫn biết giúp gia đình đi chăn trâu nhỉ. Nó biết chăn thế này, thỉnh thoảng nó cũng biết đi lấy củi. Bà không. À. Là cũng chắc là không được đi học nhỉ. Không đi học, nó được không biết đi học đâu mà. Bố mẹ không cho đi học, đi nó cứ cười, nói thế này cô giáo không thích. À. Bảo thế này thì ồn ào quá. Thế bây giờ muốn tặng bạn ấy một món quà thì tặng cái gì được nhỉ? Bạn ấy có biết cầm không? Ôi, không biết cầm tiền đâu. Không biết cầm tiền à? Ừ. Cái này nó chỉ biết ăn xong là biết bố mẹ bảo đi cái gì thì nó đi thôi. À, thế thôi, nếu mà không biết cầm tiền thì ăn kẹo được không nhỉ? Giờ ăn kẹo thì được đấy. Này. Em đi chăn trâu, em cầm tí kẹo, em ăn cho đỡ buồn nhá. Quật trâu nó. Đấy, thôi được rồi, thế để em ấy chăn trâu đi. Tưởng em ấy biết cầm tiền thì tặng em ấy một chút cho không em biết ấy nó vui. Nó không biết dùng cái gì thôi. Rồi, bây giờ mình về bản tiếp đi. Bản này thì có ba người kiểu như thế này, kiểu cũng bị thần kinh này thôi. Ôi, có hẳn ba người cơ. Ba người. Anh nhớ không nhầm thì có một cô lần trước anh gặp, anh tặng cho cái cô ấy một ít tiền đúng, rồi, đúng không? Đúng, anh tặng cho cô 100 xong cô lại đưa cho anh 2.000 đấy. À đúng rồi. Là với cả em này. Ừ, em này nữa. Và một anh trai anh, nữa. Anh trai nữa. Ồ. Không hiểu sao lại có ba người bị như vậy nhỉ? Nếu một người thì nó là còn dễ hiểu, chứ ba người bị nó phải có một vấn đề gì đấy nhỉ? Chắc là kiểu gen di truyền hoặc là đấy của kiểu hay là kết hôn cận huyết đấy. Ở đây mà chưa quá ba đời mà lấy nhau ấy đúng không? Vâng, chắc là cũng kiểu như thế. Có thể là như vậy, bởi vì là người Mông ngày xưa vẫn có cái đấy nhỉ, cái mà kết hôn cận huyết ấy nhỉ. Ngày xưa thì không có đường đi lại, đi thăm người yêu thì phải đi bộ đi xa thì họ ngại đi ấy. Thì họ cứ thôi ở gần là cứ thôi, thích là lấy thôi. Đấy thì nó sẽ bị cái hiện tượng kiểu như vậy nhỉ. Bây giờ thì chắc ít rồi nhỉ. Bây giờ thì hiện đại một chút rồi. Hiện đại rồi. Bây giờ hai anh em tôi đã đi vào phía bên trong ngôi làng. Công nhận là nhà ở bên này mọi người làm đẹp nhỉ. Đây này mọi người nhìn này, nhà của người dân đây họ làm thấp thôi nhưng mà bằng gỗ, đổ bê tông rồi mọi thứ nhìn rất là đẹp, nhìn rất là khang trang ấy. Nhà của Lữ cũng vậy, một nhà vô cùng là sạch sẽ và đẹp. Nó khác xa với những ngôi nhà ở phía bản làng người Mông bên Hà Giang. Tôi thấy có vẻ là rất là đông vui này. À, chuẩn bị kết thúc mùa xuân rồi, kết thúc Tết rồi. Đông vui quá. Nó chỉ xe hả? Mấy cháu này là hôm nay được ra phơi nắng à? Này còn nhớ bác không? Xe này gió xe một xe đâu lấy tiền rồi. Có đứa nào nhớ bác không? Dạ. Ôi giời, hôm nay đứa này còn đánh cả son môi này. Xinh thế. Chào ông ạ. Dạ, chào ông. Hôm nay các con ra đây phơi nắng thì phải. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày... Hôm nay là ngày hội của bản đấy. Hôm nay sẽ có một ngày hội tổng kết bên chi bộ của em. Hôm nay sẽ là một ngày rất là vui đây. Mình chọn đúng cái ngày mà mọi người tổ chức trò chơi.
À đây rồi, cô bé sinh nhất lớp đây rồi. Hôm nay mặc một bộ truyền thống rất là sặc sỡ, rất nhiều những cái đồng xu. Chào con nha, nhớ bác không? Con bé nó có một cái đôi mắt màu nâu mọi người ạ. Nhưng mà trời lạnh thì cái má nó cũng hơi bị nẻ một chút, nhưng mà vẫn rất là trắng và xinh. Đấy con đi đi, thôi chú không hỏi con nữa, con đi chơi đi. Chạy đi nào, thấy chú phát là sợ luôn rồi. Bây giờ có cô giáo này, các bé phải quay về lớp rồi. Đi, đứa nào ở trên lớp thì đi về lớp đi. Cái bộ trang phục truyền thống của người Mông thì họ thường có những cái đồng xu này. Khi mà đi nó phát những cái tiếng kêu rất là dễ thương. Nó nghe rất là vui tai. Chú chả thấy đứa nào nhớ chú gì cả. Chả thấy ai chào chú này. Mấy bạn này quên chú Trường à? Chả thấy ai chào chú. Chào chú Trường, chào cô giáo chứ. Ôi dồi ôi, mát lòng mát dạ. Con chào cô giáo. Chị ơi, như là có một cái hàng rào mới à? Đây rất vui được chị Dung hỗ trợ cái hàng rào này đấy em ạ. Bây giờ hàng rào này thì các con yên tâm rồi, không phải sợ các con trèo rào hoặc là bị ngã, bị vấp nữa rồi. Còn bây giờ là chị cũng muốn có một chút ít đồ chơi ở ngoài trời này nữa cho các con được học xong, các con được ra được ngoài chơi, được vận động một tí ấy. Bây giờ thì trường vẫn còn thiếu rất nhiều những cơ sở vật chất. Như là thường thì những cái trường mầm non ấy thì sẽ có chỗ vui chơi đúng không? Cầu trượt. Đấy. Rồi mấy cái chỗ chơi chơi kiểu như vậy, nhưng mà ở đây thì không có. Đây không có. Trước mắt mới đang có được một cái hàng rào rất là chắc chắn như này. Đây, chị được sự quan tâm của chị Dung thì chị Dung đã hỗ trợ hàng rào cho rồi. Bây giờ là cũng yên tâm rồi, không có trâu bò đến phá nữa. Đúng rồi. Thì chị cũng muốn, mong muốn của chị bây giờ cũng được ai quan tâm giúp đỡ các con ấy. Một ít đồ chơi ngoài trời này nữa. Là mong muốn của chị là như vậy. Thôi thì trước mắt mình có những cái gì thì mình cứ sử dụng nó đã. Thế tôi thấy cái hàng rào này nó cũng rất là an toàn cho các con. Đợt trước tôi đến thì cũng công nhận là có những cái chỗ mà rất dễ cho chúng nó bị ngã. Như này thì cũng rất là chắc chắn rồi. Được sự quan tâm của chị Dung với anh Hoàng thì đã quan tâm đến các con trong dịp Tết. Đây là quà của các cháu đấy. Đây là quà của các cháu đấy. TV của cô Dung hỗ trợ cho các con đấy. Cô Dung rất là quan tâm đến các con. Cô Dung đã mua TV để cho các con được biết những môi trường ở bên ngoài xã hội sống, rồi được thưởng thức những cái bài bản nhạc ở các địa phương khác. Thế là bây giờ chúng ta có tivi để xem bài hát rồi đúng không? Đấy, nếu mà có một cái này thì có thể là các bạn sẽ tập múa hát nó sinh động hơn nhỉ? Đúng rồi. Và các con cũng được tư duy ở cái đầu các con được nghe những cái bản nhạc ấy thì được thể hiện theo các bạn ở trong tivi đúng không? Tivi đấy. Chứ còn bình thường dạy múa hát chay thì nhiều khi nó cũng không hấp dẫn nhỉ? Mà thật sự ra là ở trên vùng cao đấy các con không được va chạm nhiều ấy, các con rất là nhút nhát, sợ người lắm, sợ mọi người ấy. Sợ người lạ nhỉ? Đấy, sợ người lạ lắm.
là các bạn hát rất là hay nhưng mà vẫn hơi nhút nhát nhá. À, lần sau thì chúng mình phải thật tự tin lên nhá và hát những bài hát thật hay nữa nhá. Ngoài ra thì ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của cô Dung thì còn có anh Hoàng nữa. Thì không biết là anh Hoàng có tặng các con những cái hạng mục gì ấy, thì chị có thể đưa em đi xem được không? Anh Hoàng cũng đã lo cơm nước cho các con ấy. À, lo như thế nào chị nhỉ? Anh Hoàng hàng tháng là anh Hoàng trợ cấp tiền để mua thịt này, mua các món ăn cho các con ấy. Thì nồi cơm rồi chảo xong bát đĩa các thứ là anh Hoàng lo tất em ạ. Anh Hoàng lo cho các con đấy. Bây giờ buổi trưa thay vì là các bạn ấy mang cơm từ nhà đi thì sẽ có đây, cơm trưa ở trường luôn. Cơm trưa chị nấu cơm trưa. Có một phụ huynh sẽ hỗ trợ chị làm cùng. Là nấu cơm trưa ở trường. Nấu cơm trưa ở trường cho các con. Đấy bí kia là phụ huynh sẽ mang mỗi nhà một quả bí để phục vụ nấu ăn cho các con. Dạ. Với lại đây là mũ thì hôm trước anh Hoàng mang đến anh Hoàng gửi bánh kẹo nữa. À. Một thùng bánh kẹo. Ôi mọi người. Đấy, em nuôi một thùng bánh kẹo to để cho các bạn nhỏ ăn dần. Đấy. Và ăn len đúng ăn không? Ăn trưa, mũ len và đây là cũng rất là cảm ơn chị Phương với lại chị Phương Vân với lại chị Sương ở trong Sài Gòn đã gửi đây là đồ chơi của các con. Đồ chơi cho các con này. Cứ mang cho các cháu chơi thôi. Thì với lại chị Phương với chị Phương Vân cũng gửi một thùng kẹo cho các con. Hiện tại là bây giờ là cái thùng kẹo này là cũng với lại anh Hoàng gửi bánh nữa là cũng tạm ổn cho các con bữa trưa các con ngủ dậy. Tức là các bạn ấy sẽ không phải mang cơm đến trường nữa này. Thì cơm trưa ở trường sẽ có thịt này. Có thịt và có rau các kiểu nhưng mà sẽ là ngon hơn cơm nhà tự chuẩn bị đúng không? Các con không muốn có nghĩa là mở mắt ra là đòi đi học rồi. À đòi đi học rồi. À. Không có một trẻ nào vắng luôn. À. Phụ huynh là mở mắt ra là đã đòi đi học đi cô giáo. À. Đi học cô giáo. Có nghĩa không muốn về nữa. À. Là ở với cô giáo là hôm trước chị cũng gửi cái video phụ huynh nói thì chị mới biết chứ. À. Tại vì giữa tiếng của cô với trẻ thì nói chung là cô cũng chỉ biết một chút ít thôi. À. Thế là trẻ nó về nó mới nói với phụ huynh. À. Thì là phụ huynh lại lên trên này trao đổi với chị. À. Là bây giờ mở mắt ra, chưa ăn sáng, chưa đánh răng, mở mắt ra đòi đi cô giáo rồi. Cô giáo không muốn về nữa. Đúng rồi, thì bây giờ rất nhờ là vui. Cái sự chị cũng rất cảm động đấy em ạ. Vâng, thì nhờ vì cái sự giúp đỡ của mọi người thì các con có bữa trưa rất là ngon, có đồ chơi này và có cả bữa phụ nữa. Ừ. Thì khi mà nghe chị Hạnh kể mình cũng rất xúc động ấy. Thì thật ra nhiều anh chị cũng không cần thông qua trao đâu mà liên hệ trực tiếp với chị Hạnh luôn và cũng tặng cho các con rất nhiều những món quà này. Bản thân mình thấy là xúc động. Thì hy vọng rằng là các con sẽ có nhiều cái cơ hội nữa để phát triển đúng không? Bây giờ thì chắc là không để mọi người chờ lâu nữa. Em muốn ra sân để gửi tặng đến những vị phụ huynh ở đây. Tôi gặp lại người quen cũ. Chào chị. Nhớ trường lắm đấy, bài. Chị Hạnh, chị có kể cho tôi là cô rất nhớ tôi vì lần trước tôi với cô gặp nhau rồi. Hôm nay cô có vẻ là cắt tóc nhớ rồi đúng trường không? Lắm. Cô nghe được tiếng Mông không? Tiếng Mông có mà cũng nói được mà. Mỗi tội tiếng mình thì không nói được, tiếng phổ thông không nói được. Tôi còn thấy cái tai của cô này không biết là mình làm sao mà nó chia thành 5 cái chỗ như này. Cái này là bị đeo hoa tai bị rách hay như nào đấy. Cái tai của cô thì nó lại cũng khác với người bình thường. Cô khỏe chứ gì? Khỏe đúng không? Bắt tay cái nào? Bắt tay cái nào? Nói chung là cô có một chút tật thôi nhưng mà cô vẫn nhớ mình rất là cảm động. Hôm nay cũng có mặc một chiếc áo rất là ấm đó. Xin chào nhá.
Mọi người ơi, em nhờ một chút ạ. Lửa nói tiếng bông đi lửa. Hôm nay em không mất trật tự. Không muốn mất gửi tặng tới phụ huynh của các cháu ở đây. Có 25 cháu học ở đây thì em muốn gửi tặng tới phụ huynh của các cháu là mỗi hộ gia đình 500.000 đồng và một món quà. Thì đây là món quà của cô Dung. Cô ấy muốn gửi tặng đến cho mọi người ạ. Thì bây giờ nhờ Lử đi, nhờ Lử đọc tên mọi người đi nhờ. Đọc đến gia đình nào thì mọi người lên nhận giúp em nhé. Rồi, bắt đầu đi. Đọc tạo từng bê từ cho mình nhỏ. Nó sẽ hẳn được con ơi. Vàng Hiếu Trung này. Vàng Hiếu Trung nào, phụ huynh cháu Vàng Hiếu Trung nào. Rồi, tặng con nhá. Con tặng bà ăn Tết ạ. Vâng, tặng bà ăn Tết ạ. Vâng, em đọc tiếp đi. Vàng A Di On Giờ Linh Tu à. Nhà tiếp theo ạ. Di ở đâu? Di ở đâu nào? Đây đây, đứng ra đây. Đây đây, chú tặng con nhá. Đây là quà của tốt con đây. Còn đây là rồi chú nhá. Rồi còn đây thì em gửi chị một chút để mình ăn Tết ạ. Rồi chúc sức khỏe gia đình ạ. Vàng kinh nó là rồi ăn chay tu nè. Vâng, mình nhường nhỉ. Thì mọi người nhận xong mọi người có thể đứng lùi ra phía ngoài này. Nhường. Rồi nào, đến bé nào tiếp theo nào. Của con đâu? Nhân, của nhân. Con đây đúng không? À, chú tặng con này. Rồi, nó khá đó, chị tôi khá. Vâng, chúc bà ăn Tết vui vẻ ạ. Vâng. Rồi, tiếp theo nào. Khá. Đây, chú tặng con nhá. Cảm ơn chú nhá. Rồi, đây, chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ nhá. Rồi, gia đình tiếp theo ạ. Vàng Huy Trang, anh nó tu Trang vừa nhớ rồi. Dì lâu dì tu hương này. Mùa thì hương. Hương. Hương đâu? Hương xinh đẹp đâu rồi? Chú tặng con nhá. Chú tặng con nhá. Rồi tặng chị quà Tết ạ. Rồi. Mùa thì ảnh ruột tu. Rồi, một tay còn lạnh quá đấy. Rồi, để con qua bên này để cho các bạn khác nữa nhá. Nào. Bạn nào tiếp theo nào? Mùa thi. Rồi. Đây, chú tặng con nhá. Rồi, con cầm lấy nhá. Rồi, con tặng bạn. Rồi, chúc bạn Tết vui vẻ nhá. Tiếp theo nào? Lo cho từ Vàng Thị Vương này. Đấy rồi. Xinh gái quá. Tặng con nhá. Rồi. Đây tặng chị ăn Tết nhá. Tặng chị ạ. Vâng. Hú nè, Hú Vàng A Phúc. Tiếp theo nào. Ba cho lòng. Để tiết mục tặng quà. Buổi son phấn chứ. Rồi, tặng con nhá. Thế đây là chị hay là chị. Mẹ? Chị à? Thế em cầm gia đình ăn Tết nhá. Tặng em. Rồi. Ok, tiếp theo nào. Mùa thì chia à. Chia nào. Ôi dồi ôi, đây rồi. Cô bé xinh xắn nhất đây rồi. Mắt nâu nữa. Rồi, chú tặng con nhá. Con xin chú à, ngoan quá. Đâu, mẹ của con đâu. Rồi, tặng chị ạ. Rồi, chúc chị ăn Tết vui vẻ nhá. Giờ cô tù Liên này. Liên nào? Vàng Thị Liên đâu? Liên đâu? Liên đâu rồi? Con là Liên hả? Chú tặng con nhá. Ông mẹ của Liên đâu? Rồi tặng chị ăn Tết nhá. Ôi, xấu hổ à. Rồi bắt tay cái nhá. Tay lạnh quá đấy. Tiếp theo nào. Vàng Thị Thủy. Thủy ơi, đâu rồi? Đây à. Ôi. Nào. Chú tặng Thủy nhá. Vâng. Con gửi bà ăn Tết ạ. Vâng, tặng bà. Dạ. Mùa Khánh này. Khánh nào? Khánh. Khánh đâu? Ôi dồi, thằng này áo đâu rồi không mặc vào. Tặng con nhá. Chú tặng con nhá. Giờ chú Tú Dương này. Rồi, tặng chị nhá. Chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ ạ. Dương à.
những đứa trẻ dương đâu, đây. Trên này tên rất là đáng yêu, tên rất là người kinh luôn. Chú tặng Dương nhá. Rồi, thế tặng mẹ của Dương này. Chúc gia đình ăn Tết vui vẻ nhá. Tiếp theo nào? Bỏ thật là bây giờ Vàng Minh Đức. Đức đâu? Đức đâu? Đức đâu nào? Chặt tay vào mông bên kia. Chú tặng con nhá. Tặng con nhá. Con gửi bà. Vâng ạ. Chúc bạn. Vâng, chúc bạn ăn Tết vui vẻ ạ. Vâng. À, nhiệt từ Huyền ấy. Huyền đâu? Huyền không về. Chưa tới à? Bạn nào chưa tới thì nhận bán. Sau. À, Du từ Du này, Vàng Đông Du này. Đông Du đây à? Rồi, Đông Du quần áo đâu hết rồi. Chú tặng con nhá. À, em đã gửi chị ạ. Chúc mình ăn Tết vui vẻ nhá. Mà mùa thị sư này, nó chỉ tú sư. Sư đâu sư rồi? Đây rồi, đây rồi. À đây à? Rồi. Thế tặng con nhá. Rồi, ngoan lắm. Rồi, gửi mẹ nhá. Rồi. Mùa á dúng này. Mùa á dúng nào? Dúng nào? Hai con này. Này, đẹp trai quá, chú tặng con này. Con xin chú nhá. À, tặng chị nhá. Rồi. Mùa á hử. Hử đâu rồi? Hử đâu? Hử đây, hử đây. Ô rồi, để mẹ bế này á. Tặng con nhá. À, thằng bé nó còn ô tô chỉ hỏng có rồi. Một cái ô tô hỏng rồi, còn có hai bánh thôi. Nhưng mà vẫn rất là yêu quý và trân trọng. À, rồi, tặng cô ạ. Vâng, dạ vâng. Chúc cô ăn Tết vui vẻ. Nhẹ cho Quỳnh lo. Quỳnh đâu rồi? Ờ rồi. Quỳnh à? À, Quỳnh đây à? Quỳnh mẹ đâu? Mẹ không nhận à? Nào. Mẹ đang nấu cơm. Vâng. Bà nhận cho. À, cho... thế bà nhận hộ con nhá. Vâng. Rồi. À, xin chú. Rồi chú tặng con. À, ngoan quá. Con gửi bà. Vâng. Vâng thì dùng giống ngon rồi cốt thú nè. Ngon, to là ngon. À, giống à, giống đây, giống bị ốm à? À. Ô, bạn này bị ốm à? Thế thôi mẹ cầm giúp bạn nhé. Mẹ cầm nhá. Luôn đi. Đây, à, tặng em nhá. Rồi. Vàng thằng đô. Đô đâu, đô ơi. Vàng đô đâu rồi? Đô à, khác xài đô à. À, chú tặng con nhá. Rồi, học giỏi nhá. À, con gửi bà. Chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ ạ. À, sẽ hết chưa? Hình như là hết còn 3 bạn à? Hết rồi. Còn 3 tuổi qua. 3 bạn. Đây 3 bạn này, Trăng này, Bảo này, Bảo này. Huyền. À, thế con đi, của em đâu? Đi ăn Tết. Con đây bà về nhận thay. À, nhận thay rồi à? Thế thì cái quà này cô gửi cho các bạn này sau nhá. Với cả đúng tiền rồi. Thì chắc là em cầm thôi, em đưa cho gia đình sau được không? Vâng, vâng, nhất thế thì bàn giao lại cho em 1 triệu rưỡi rồi nhá. Vâng, vâng, vâng. À, ok. Ngày hôm nay ngoài những món quà cho các cháu cũng như là các vị phụ huynh thì tôi cũng muốn gửi tặng tới cô một món quà nho nhỏ nữa. Hy vọng rằng là cô ấy sẽ luôn luôn nhớ đến tôi. Cô ơi, cháu cháu tặng cô nhá. Cháu tặng cô ạ. Cô cất đi để cô mua cái gì thì cô mua nhá. Vâng. Đấy, cái cách cô cất tiền này. Đấy. Cất rất là kỹ luôn, không bao giờ rơi được. Đấy. Rồi, thế thôi, không ai lấy được của cô rồi. Đó. À, ngày hôm nay thì bà con cũng sẽ tổ chức rất nhiều những cái tiết mục văn nghệ nữa. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình để tận hưởng những cái không khí Tết ở trên vùng cao. À, mọi người đang rất là tò mò với cái máy bay. Là cái gì à cô? Cô bảo gì cơ? À anh, cô vừa bảo gì vậy? À? Là các anh quay đây đi cho nước ngoài. À đi quay đi cho nước ngoài á? Ôi, biết cả đi cho nước ngoài cơ. Không những nước ngoài mà trong nước mọi người cũng rất là yêu quý bà con ở trên này ấy. Bây giờ Lử đã chuẩn bị một con. Thấm cho đi tè hoa rồi đấy tí cưa. Sao lại cắt cánh nó đi em?
Bay. Bởi vì sợ nó bay qua. Ờ, anh tưởng miền Bắc bắt vịt là bắt gà. Bắt gà. Bắt nhưng gà, mà... bắt gì luôn. Ờ, có cả vịt à? Nhưng cái phần thưởng của cái tiết mục này là thì... ai bắt được thì cho nó luôn thôi. À, ai bắt được con này là được con gà luôn hả? Nó thích mổ ăn thì mổ, không thích nó mang về nuôi thì kệ nó. À, đấy. Phần thưởng là một chú gà luôn. Mình có nên treo thưởng một chút nữa không nhỉ? Này lát nữa treo thưởng 100.000 nữa nhá. Để cho tinh thần mọi người bắt nó nhiệt tình hơn. Con gà đã bị cắt hết lông rồi. Thường thì cái trò chơi này thì sẽ là bịt mắt bắt vịt, nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ là bịt mắt bắt gà và bịt mắt bắt ngan. Vì ở trên này họ không nuôi vịt. Bây giờ Lử sẽ bắt đầu điều khiển mọi người để tham gia trò chơi. Lử cũng đang ở cái lứa tuổi thanh niên thôi. Và rất nhiều những thanh niên ở đây thì họ thường đi làm ăn xa. Nhưng mà Lử thì bây giờ đang công tác ở địa phương và cũng làm thêm chức trưởng thôn nữa. Nên là bắt buộc phải ở lại cùng với bà con để phát triển quê hương. Và cô Dung cô cũng rất là yêu quý Lử. Và cô cũng đã gửi tặng cho Lử 5 triệu đồng để cho em ấy có thêm cái tinh thần và cái động lực để tiếp tục cái công việc của mình và ở lại địa phương, ở lại quê hương để cùng phát triển quê hương. Rất là cảm ơn cô Dung đã hỗ trợ bạn ấy. Bây giờ thì và Lử đang phổ biến lại cái luật chơi. Không biết ai sẽ là người chơi đầu tiên này. Chị chơi không? Chị chơi đi. Chị vào bắt đi. Con gái con trai cũng tham gia được hết. Con gái con trai tham gia được hết nào. Cô giáo vào bắt à? Bây giờ đã có trước khi anh đầu tiên tham gia rồi thì ban tổ chức xin thông báo này, chúng ta bắt bởi vì cái hàng rào này hơi hơi thấp một tí cho nên chúng ta phải cúi người để phải chạm vào cái này này. Bây giờ thì bây mình chỉ khủng khủng gọi bây giờ lúc cúi thì chỉ lời khả năng đó. Vâng, mời chị nhỉ. Để mở cổng đó. Cô giáo Hạnh lại mở bát à? Anh ta con đi. Đâu có khăn đấy đâu anh chỉnh luôn rồi. Cho hai người vào đi. Có khi khi. Có khi đâu rồi? Chị bắt được thì mang về thịt nhá. Nếu khi có thấp bỏ nhá. Một thật chặt vào nhá. Hai người vào bắt chị nhớ phải cúi người nhá, không là chị chạm vào cái giòn. Rồi. Thế ai bác không có giáo này. Chị Hạnh cũng là người mà sát sao nhất với bà con ở ngôi làng này, nhất là người chăm sóc các cháu nhỏ nữa. Nên là chị cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến của bà con ở đây. Cố lên. Cố lên đâu. Ba con kiểu gì bắt được một con. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Vô lấy. Cố lên, cố lên. Đúng rồi, vô lấy đi, vô luôn. Vô đi. Con đến là chị lấy luôn nhá. Dễ quá rồi. Dễ quá rồi. Đấy là vâng, tặng luôn. Chị Hạnh đã có cho mình một chú gà rồi. Bắt gà. Bắt thì không rồi. Cô vào bắt đi. Vào bắt đi, vào bắt gà đi. Ở đây mọi người cũng có rất nhiều những cái chiếc điện thoại smartphone cũng dùng để lưu trữ cho mình những cái kỷ niệm, những cái bức ảnh hoặc là video. Nói chung là chị em của phụ nữ trên này thì họ cũng thân thiện, hiền lành và sử dụng công nghệ rất là tốt. Đây, thì chị lại chỉ còn dùng hai cái và thậm chí là son môi còn rất là hồng luôn. Bây giờ thì tăng cái số lượng người tham gia trò chơi rồi, sẽ là hai người rồi, để xem là có những cái pha va chạm không. Này. Cô giáo sẽ solo với một người dân bản địa. Vô luôn. Ê, vô nhau rồi. Ê,
có vẻ khó hơn rồi đây. Giỏi quá. Hết thời gian rồi. Anh chàng may mắn này đã có cho mình một chú ngan rồi. Con đã ỉa lên, đã ỉa lên rồi. Chúc mừng anh nhá. Anh xem, phát biểu cảm nghĩ nào. Có bà, giống chết à? Cảm thấy vui không? Là rất vui ạ. À, thế thì hát một bài tặng bà con đây nhỉ? Mà con nó bị lọt ra ngoài rồi. Cá lìa thôi con à. Lửa ơi. Bây giờ con cuối cùng này, ai bắt được sẽ được thưởng 200.000 nữa. Thế mà để chú nơi tìm tài lo tù no mà lo ốc và chính như thế nào? Để cho người dân ở đây bắt. Không, anh bắt rồi thì thôi, để cho chị em phụ nữ bắt đi. Đây này, mấy em bảo mấy cô bên này bắt đây. Đấy, mấy cô bên này này. Con nữa. Đấy. Con nhìn thấy chưa? À, để xem là có ai có mạnh dạn. Một chú gà và 200.000 nữa. Đây rồi. Để xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo nào. Chị này chị cũng trang điểm rất là xinh xắn này. Anh Công ơi, anh tham gia của em đi. Đó, vào đây. Đấy, vào đi, vào đi. Vào đi. Vào đi. Rồi. Bắt đầu. Cái sân này nó cũng rất là rộng nên là để lùa được một chú gà rất là khó. Hết thời gian rồi. Lấy con gà này với 200.000 của ban tổ chức khó lắm này. Bây giờ phần thưởng đã tăng lên 300.000 rồi. Lửa ơi, phần thưởng đã tăng lên 300.000 rồi. Phần thưởng lên 300 rồi mọi người ơi. Rồi, để xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo nào. Có thể tiếng may mắn được đấy. Nó tỏ nó hát ở đây. Có một mùi sao mà khí nó. Khi nó khi bỏ hấp bỏ thì nó. Khi nó bỏ tóc bỏ. Khi bỏ nó. Khi bỏ nó. Xin một tràng vỗ tay của khán giả để động viên nào. Bắt đầu ạ. 2 phút rồi nha, thở ra. Thời gian chỉ có 2 phút thôi. Tamam.
Vồ nhau rồi. Ôi, tổ nốt, tổ nốt, tổ nốt. Những khán giả bên ngoài của Vũ rất là nhiệt tình. Có vẻ như là mệt quá rồi. Hết thời gian rồi. Vừa chọn hết thời gian nhá, vừa chọn hết thời gian. Hết à? Nặng đấy. Hết thời gian. Không lấy được, không lấy được. À, nó chỉ là tăng thời gian thôi. Nó là tăng thời gian. Nói chung là Lử nói rồi, để lấy được tiền với cả ban tổ chức không phải là dễ. Bây giờ lại tiếp tục hai người đàn ông nữa. Không khí ở trên vùng cao những cái dịp cuối năm thì thực sự rất là vui mọi người ạ. Nếu mà có dịp ấy, mọi người nên đi những cái vùng đất như này vào những cái thời điểm cuối năm, khi mà tất cả mọi người đã đi làm và kiếm được rất nhiều tiền và trở về quê hương rồi, thì đây sẽ là những cái giờ phút mà mọi người giải trí, giải lao sau một cái năm làm việc vất vả. Tiền xếp thời gian. Bắt đầu. Bắt đầu. Đó là cả phút nào, cả nó. Gần được. Gần được rồi. Vẫn chưa bắt được gà. Chú gà này quá khó để bắt. Một con gà và 300.000 là rất khó để bắt. Chạy nhanh nhá cô nhá, mấy đường nhá. Không chạy nhanh không được đấy. Đang chạy sao cũng được. Chạy nhanh nhá. Cú xuống nhá, cú phá xấu nó, phá xấu thì cho anh ra xuống đó. Cú người phát xuống để ra chạy nhanh nhá. Cú thấp nhá, không được đứng đâu, đứng là chạy vào. Chạy sao này, nguy hiểm lắm. Thôi thôi, đò. Xuống.
Rất nhiều những cặp đôi đã tham gia rồi nhưng chưa có một cặp đôi nào bắt được, toàn bắt nhau thôi. Đấy. Đây là người đã chiến thắng trong cái buổi bắt gà ngày hôm nay. Em tên là gì? À, em tên là Bạ. Em có phải người ở đây không? Có. À, thế à? Thế bây giờ em sẽ làm gì với chú gà này? Gà này á? Ừ. Bạn đây mổ ăn. Mổ ăn luôn hôm nay hả? Vâng. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, em là năm nay 20 tuổi. 20 tuổi à? À, như đã hứa từ lúc đầu thì tôi sẽ tặng em ấy một món quà. Đây, chúc mừng em, chúc mừng em đã chiến thắng. Thế bây giờ là hết gà để bắt rồi đúng không? Bây giờ là không còn gì để bắt nữa rồi. Còn một con. À, còn một con nữa hả? Bà con còn chơi em không nhỉ? À, đây cũng là một người chiến thắng này. Anh sẽ làm gì với con này? Nuôi hay thịt? À, nuôi à? À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau những tiết mục văn nghệ rất là vui thì bây giờ đã cũng đến giờ cơm rồi. Và ngày mai thì các cháu cũng sẽ được chuẩn bị một bữa cơm riêng. Nhưng mà sẽ không ăn ở dưới nhà của Lử nữa, mà ăn ở trên nhà, một ngôi nhà khác. Đây bây giờ các chú, các bác đang chuẩn bị cơm cho các con, đúng không anh? Đang chuẩn bị cơm cho bọn trẻ con đúng không? Ngày hôm nay các con có món gì anh nhỉ? Món dê. À, hôm nay các con cũng ăn thịt dê à? À. Và có một cái thông tin nữa là cái bữa cơm ngày hôm nay cũng được cô Dung, đúng không chị Hạnh? Cô Dung cô cũng mời các con bữa dê ngày hôm nay. Đó. Đây thì có rất nhiều những cái món ăn này. Các bé đã ăn thịt dê tốt đúng không? Ăn tốt à? Thiếu thịt à? Các con thiếu thịt nên là ăn thịt ra cũng được. Này có một cái nồi, ui nồi này các cháu ăn tốt này. Nồi này toàn thịt anh nhỉ? Lòng rồi các cháu cũng ăn được đúng không? Hôm nay thì các con có cơm không? Ăn cơm không? Có cơm hả chị? Ồ, bên này có hai cái nồi này. Chắc là canh với cả rau đúng không? Đó. À, mẹ của các bé cũng ăn cơm cùng các bé ở đây à? Cứ mỗi lần chủ trường lên thì các con này có một bữa cải thiện rất là ngon. Bây giờ thì hàng ngày bình thường các con cũng có thịt ăn rồi, không giống như cái thời gian đầu. Em vẫn ấn tượng nhất cái cảnh mà có đứa nó mang chuối đi ăn hai quả chuối xanh. Ừ, hai quả chuối mang đi ăn với cơm ấy. Cái cảnh đấy mình cứ bị nhớ mãi. Mở ấu cơm ra thấy có mỗi hai quả chuối, không có món gì khác. Được chưa? Được chưa? Thế này bê được chưa? Rồi. À, ngày hôm nay thì cô giáo Nga cũng ở một môi trường là bên cạnh sang đây hỗ trợ các con. Hey. Dạo này nào khỏe không? Khỏe ạ. Khỏe à? Anh có một cái tin rất là vui cho em. Là cô Dung cũng muốn tặng cho em một món quà nhỏ là 2,5 triệu tiền mặt. Ngày hôm nay thì anh thay mặt cô anh gửi tặng em nhá. Rồi, tặng em nha, chúc em thật nhiều cái động lực để tiếp tục cái công việc của mình nhá. Vâng, cảm ơn anh và cũng thay mặt rồi rất đang xúc động. Cảm ơn nhiều và cảm ơn cô Dung rất là nhiều đã hỗ trợ thôi. Ok, em cố gắng chăm lo cho các bé nhé. Vâng. Rồi bây giờ thì cùng nhau dọn cơm cho các con thôi. Ok. Chúng ta nha. Xúc động không nói được lời nào. Vào đi. Đi, xuống ăn cơm đi. Nhanh lên nào. Xuống ăn thịt đi. Đói rồi, 12 giờ rồi. Cậu chế tao kế mà, thế nào tao kế mà.